Chiều nay, Hội đồng Thẩm định Trung ương đã họp thẩm định hồ sơ đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Mỹ. Đây là huyện cuối cùng của tỉnh Hưng Yên được thẩm định. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hưng Yên. Theo đó, Hội đồng Thẩm định Trung ương đã nhất trí bằng hình thức bỏ phiếu kín, đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Trước đó, ngày 4 tháng 9 năm 2020, Hội đồng Thẩm định Trung ương đã thẩm định hồ sơ đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Khoái Châu và huyện Ân Thi. Ngày 17 tháng 9 năm 2020, thẩm định huyện Tiên Lữ, huyện Kim Động. Tại các hội nghị thẩm định, Hội đồng Thẩm định Trung ương đã nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận các huyện Khoái Châu, Ân Thi, Tiên Lữ, Kim Động và Yên Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Như vậy, đến nay, 100% các huyện, thành phố của tỉnh Hưng Yên đã được công nhận huyện nông thôn mới, hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, 12 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 khu dân cư được công nhận khu dân cư kiểu mẫu. Trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên sẽ đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.